Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook, Ban Tuyên giáo và Kiểm duyệt từ Việt Nam ra thế giới. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là các nước phương Tây, Facebook đã liên tiếp bị phản ánh về nguy cơ ngăn cản tự do ngôn luận một cách khó hiểu, đặc biệt liên quan đến nội dung về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra. Tờ The Wire, trang tin công nghệ và mạng lưới truyền thông nổi tiếng của Mỹ, giữa tháng 3 vừa qua đã lên tiếng về việc Facebook liên tục đánh dấu một số bài đăng và dẫn đường liên kết đường link đến thông tin và bài viết của viêm phổi Vũ Hán như là một dạng thư giác hoặc là tin giả hoặc là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, và điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho những người đăng tin. Đây là hình ảnh ông Kui Grosen, phó chủ tịch liêm chính của Facebook. Các tờ như Business Insider hay Guardian cũng vừa đưa các thông tin về việc công ty Facebook rà soát chặt chẽ các nguồn tin về dịch bệnh để chống tin giả. Nhưng hầu hết các tờ báo lớn và uy tín trên thế giới cũng bị đưa vào diện spam, và người đăng lại bài cũng có thể bị khóa trang của mình một thời gian. Trước vụ việc này, ông Rosen, phó chủ tịch liêm chính của Facebook, đã giải thích vấn đề này là do lỗi của công cụ lọc trong hệ thống chống thư giác. Ông Rosen cũng cho biết công ty bắt đầu tiến hành khắc phục ngay khi phát hiện ra vấn đề. Ông Rosen nói với Facebook khôi phục các bài đăng đã bị ảnh hưởng. Ông giải thích như sau. Chúng tôi đã khôi phục tất cả các bài đăng bị xóa không chính xác, bao gồm các bài đăng về các vấn đề chủ đề, không chỉ những bài liên quan đến cúm Vũ Hán. Theo Facebook, vấn đề là do một công cụ kiểm duyệt tự động và không liên quan đến bất kỳ quan điểm riêng hay chủ trương nào từ phía người điều hành. Tuy nhiên, nhiều giả thiết cho rằng mạng xã hội lớn nhất thế giới này đang tận dụng bối cảnh dịch bệnh để thiết lập một cơ chế sàng lọc thông tin vì lợi ích chính trị. Đây là hình ảnh trong năm 2009 khi mạng xã hội này chỉ có 120 triệu người dùng mỗi tháng, thì công ty chỉ thuê 12 người để kiểm soát nội dung. Tuy nhiên, với khoảng 2,3 tỷ người dùng được thống kê vào năm 2018, Facebook đã phải thuê gần 15.000 người để xem xét và gỡ bỏ những nội dung vi phạm chính sách của công ty trên mạng Internet. Với việc cho nhân viên làm việc tại nhà vào giữa tháng 3 năm 2020, Facebook đã dựa vào hệ thống tự động để phát hiện, xóa những nội dung vi phạm và vô hiệu hóa tài khoản. Để hạn chế lỗi, việc xét duyệt nội dung sẽ mất nhiều thời gian hơn. Facebook cho biết, dù sẽ có nhiều trở ngại nhưng công ty sẽ tìm cách hiệu chỉnh và cố gắng hết sức để làm việc hiệu quả hơn để bảo vệ nền tảng của mình. Mặt khác, khi người dùng báo cáo về nội dung vi phạm chính sách của Facebook, họ sẽ nhận được thông báo rằng công ty đang tập trung vào những nội dung có nguy cơ gây hại lớn nhất trong cộng đồng. Điều này đồng nghĩa với việc số báo cáo sẽ không được xem xét nhanh như trước đây, thậm chí nhiều bài viết sẽ bị bỏ qua. Thông thường khi xóa bài viết, Facebook sẽ cung cấp cho mọi người tùy chọn yêu cầu xem xét lại nếu cho rằng nội dung xét duyệt bị nhầm lẫn. Hiện tại, do lực lượng lao động giảm nên người dùng chỉ có thể báo cáo lên hệ thống. Facebook sẽ theo dõi và cải thiện phản hồi, nhưng công ty sẽ không xem xét lại nội dung đó lần thứ hai. Dường như Facebook đang nhân cơ hội đợt dịch bệnh trên toàn cầu và áp dụng các biện pháp lọc, duyệt tin, tức dựa trên các công cụ, trí tuệ, thông minh nhân tạo, để có thể phác thảo ra các không gian ngôn ngữ, vùng địa phương. Và các thuật toán của Facebook có thể kiểm soát được khuynh hướng các nguồn tin mà mình mong muốn. Nói một cách khác, thì Facebook đang tạo dựng ra một ban tuyên giáo của mình, hoạt động theo thời sự và kiểm soát theo ý mình, hoặc hợp tác kiểm soát theo ý một nhà nước, một nhóm người nào đó. Và trước đó, vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, Facebook cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn sự lan truyền những thông tin sai lệch về sự bùng phát của viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh lối vào của trụ sở chính của Facebook ở California, Mỹ. Facebook cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 30 tháng 1 năm 2020 như sau. Trong khi cộng đồng y tế toàn cầu đang làm việc hết sức để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Facebook sẽ hỗ trợ công việc này theo nhiều cách, đặc biệt việc hạn chế sự lan truyền những thông tin sai lệch về cúm Vũ Hán, đồng thời đem những thông tin hữu ích tới cho mọi người. Theo Facebook, nhóm kiểm tra của bên thứ ba sẽ tiếp tục kiểm duyệt nội dung. Khi những thông tin đăng tải bị đánh giá là sai lệch, sự lan truyền của nó sẽ bị hạn chế.
Facebook cũng sẽ thông báo cho người dùng đăng tải những thông tin như vậy về kết quả kiểm duyệt nội dung. Công ty Facebook đã nói thêm như sau. Chúng tôi sẽ bắt đầu xóa những nội dung chứa thông tin sai lệch hoặc những giả thiết đã bị các tổ chức y tế toàn cầu và các cơ quan y tế địa phương cho là có thể gây hoang mang cho người dân. Chúng tôi làm điều này như một phần mở rộng của các chính sách hiện tại của chúng tôi nhằm xóa những nội dung có thể gây tổn hại về mặt thể chất. Và việc Facebook ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của những người đã sử dụng mạng xã hội phổ biến này đã được biết đến từ nhiều năm nay. Thậm chí vào năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo với một số mạng xã hội và trong đó nhấn mạnh tới Facebook. Đây là hình ảnh Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Facebook sẽ phải hứng chịu tai họa nếu tiếp tục ngăn chặn quyền tự do ngôn luận của người dùng. Nhiều tài khoản và bài viết của người dùng trên trang Facebook bị chặn và gỡ, khiến Nhà Trắng phải ra một bản đệ trình pháp lý đối với những người quản lý kiểm duyệt của Facebook. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang tweet của mình như sau. Chúng tôi có một điều nhỏ gọi là tự do ngôn luận ở đất nước này. Điều đó có nghĩa là không ai được phép kiểm duyệt suy nghĩ và lời nói của người Mỹ. Chúng tôi có thể nói những gì chúng tôi muốn, bất cứ ở nơi nào, bất cứ lúc nào, và bất cứ điều gì, các bạn nên vui lòng về điều đó. Phương tiện truyền thông xã hội vi phạm pháp luật rõ ràng, và tôi ở đây để nói với những người bạn nhỏ đó. Zuckerberg và anh chàng tweet, tôi đang xem xét, và tôi hứa với các bạn, tôi sẽ đánh sập các bạn. Bằng nhiều cách, tôi có thể yêu cầu tất cả người Mỹ tẩy chay các bạn, cho các bạn thấy cần phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người khác như thế nào. Điều đó để nói rằng đã đến lúc các công ty kiểm duyệt truyền thông xã hội buộc phải tuân thủ các đạo luật về tự do ngôn luận. Nếu không, đây có thể sẽ kết thúc cho tất cả Facebook và Twitter. Ông đã nói như vậy. Còn tại Việt Nam, blogger Tuấn Khanh đã nhận định như sau. Không phải người dùng nào cũng bị Facebook khóa hay xóa bài vô lý cũng được khôi phục sau một cách nhanh chóng. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Lã Viện Dũng đã chia sẻ lá thư trên điện thoại do hơn 50 nhà hoạt động và tổ chức nhân quyền gửi cho Mark Zuckerberg về khả năng Facebook có thể đang câu kết với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để ngăn chặn tiếng nói của một người bất đồng chính kiến. Hơn như vậy, những người bị xóa bài và tài khoản khóa bài đã trở thành danh sách dài của các người dùng mạng xã hội bị công an Việt Nam tìm cách sách nhiễu, hăm dọa và cả phạt tiền. Những điều đó khiến giới quan sát hoạt động của Facebook tại Việt Nam trở nên tò mò hơn. Ngoài những danh sách bị Facebook trừng phạt ở màn 1, sau đó họ còn bị công an Việt Nam đến nhà gửi giấy triệu tập vào màn 2 của vở kịch mờ ảo này. Nhiều cây bút viết trên Facebook do thận trọng hơn, lách né tốt hơn trong từng câu chữ và sự kiện nên không thể bị bắt bẻ. Cũng lên tiếng nói rằng dường như họ bị một thuật toán nào đó của Facebook nên bài viết của họ giống như bị che đi trên dòng thời gian. Ít người nhìn thấy hay đọc được. Thậm chí, có những người luôn có những lượng người xem và người bình luận ổn định từ 500 đến 1.000 người ở mỗi bài đã nhận ra sự khác thường khi liên tục giảm số người biết và đọc bài của họ trong một thời gian nhất định. Và rõ ràng Facebook đang đóng vai trò nhất định trong việc siết chặt tự do ngôn luận ở Việt Nam và trên thế giới. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch về chính sách công tại khu vực châu Á của Thái Bình Dương của Facebook, ông Simon, vào năm 2018. Cuối tháng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an Việt Nam báo Công an Việt Nam đã công báo cho biết hồ sơ đầy đủ những người trên mạng Facebook bị gọi là đưa tin ngoài luồng, khác với tin tức của Bộ Y tế và Ban Tuyên giáo Việt Nam mong muốn. Cục này đã nói có hơn 300 trên tổng số 700 trường hợp bị cho là đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trên mạng xã hội trong vòng 2 tháng qua đã bị cơ quan chức năng xử lý. Đại diện Cục An ninh mạng cho biết như vậy vào ngày 26 tháng 3 vừa qua và được truyền thông trong nước loan tin cùng ngày. Theo thống kê của Cục An ninh mạng thì từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán xuất hiện, trên không gian mạng Việt Nam đã có hơn 900.000 thông tin liên quan đến dịch bệnh đăng tải. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trong một phát biểu vào hồi đầu tháng 2 năm 2020,
cũng ca ngợi Facebook và Google luôn hợp tác chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý các đối tượng xấu theo quan điểm của nhà nước Việt Nam như vậy. Số 1.556 yêu cầu của Việt Nam cao gấp 2,5 lần so với yêu cầu của Thái Lan, gấp 56-59 lần so với Malaysia, gấp 70 lần so với Indonesia, gấp 259 lần so với Singapore và gấp 389 lần so với Philippines. Con số này cũng tăng lên trên 500% so với nửa đầu của năm 2018 tại Việt Nam, là những yêu cầu mà Việt Nam gỡ bỏ. Trên trường quốc tế, Việt Nam vượt và chỉ thua Pakistan, Brazil và Ấn Độ. Thực tế, Facebook đã hợp tác khá nhuần nhuyễn với chính quyền Cộng sản Việt Nam để không bị đánh mất lợi ích thị trường này. Nhưng liệu Facebook có thể lộng quyền ngăn chặn tự do ngôn luận trên trường quốc tế và đặc biệt là tại đất nước khởi nguồn tại Mỹ, nơi luôn đề cao những giá trị tự do của con người nữa hay không? Và họ sẽ tiếp tục hợp tác như thế nào với nhà cầm quyền tại Hà Nội? Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa,